Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em tiếp tục lên cho cả nhà mình xem con máy cày Shimura SD2002 hai cầu ha cả nhà mình ha. Em nói vừa mới về sáng nay cho cả nhà mình ơi. Bây giờ em mời cả nhà mình cùng ngắm nghía một vòng em nói ha cả nhà mình ha. Được hồi nữa em sẽ báo giá cho cả nhà mình cùng biết luôn ha. Em nói đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ơi. Riêng từ con ốc luôn cả nhà. Em nói riêng từ A đến A luôn nha. Riêng từ A đến Z. Riêng từ bộ lon con tán luôn ha cả nhà mình ha. Bây giờ cả nhà mình cứ ngắm nghía một vòng em nói đi, cứ chiêm ngưỡng dung nhan em nói đi. Rồi một hồi nữa về giá cả này nọ thì em sẽ báo cho cả nhà mình cùng biết ha. Em sẽ quay sát phần cái đùi bên trái cũng như là bên phải cho cả nhà mình cùng xem cho kỹ ha cả nhà mình ha. Bây giờ sẽ nhờ anh trai test cái ben cho cả nhà mình quan sát em nói luôn cả nhà mình ha. Ben thì lên rất là nhẹ nhàng. Đây là cái phần đùi bên trái của em nói là cả nhà mình ha. Nói chung rất đẹp luôn. Cái con Shimura SD2002 này á, sở dĩ cái mình của nó là màu xanh á là do bển ta sơn phủ một lớp màu xanh cả nhà mình ha. Chứ riêng nguyên bản của nó là cái màu xám. Cả nhà mình khi mà muốn chốt này muốn mua này thì có thể nói anh Tư sẽ xịt xuất một lượt là sẽ đưa em nó về màu xám liền thôi cả nhà mình ơi. Em này được cặp quả lốp cũng rất là đẹp cả nhà mình ha. Mâm rất tuyệt vời luôn. 11.2-24 là cái thông số lốp sau của em nói ha cả nhà mình ha. Nói chung ngoại hình của em Shimura SD2002 hai cầu này thì nói chung là quá đẹp cả nhà mình ơi. Đẹp long lanh luôn ha. Đẹp thì thôi nhé luôn ha cả nhà mình ha. Rất là ok. Yên động về dũng luôn này kia thì quá là đẹp luôn. Mình máy là quá tuyệt vời cả nhà mình ơi. Cầu trước này nọ mình sẽ quay sát cho cả nhà mình xem ha. Đây gầm bệ rồi còn quá chắc chắn luôn ha cả nhà mình ha. Rất là chắc chắn luôn. Thì cả nhà mình cũng đã xem khúc vào đầu video đó, cả nhà mình đã thấy có cái đoạn mà test cái cầu trước đó cả nhà. Nên nó rất là mạnh mẽ luôn ha cả nhà mình ha. Rồi, heo bác đồ còn sáng giới luôn. Quá xá đẹp luôn. Cốc nước đẹp tuyệt vời luôn cả nhà mình ơi. Quá đẹp cả nhà mình ha. Đây là cái phần cầu trước phía bên phải nè cả nhà. Mình máy em nói nè. Thì như em có nói hồi nãy á, nguyên bản của em nói là cái màu xám nha cả nhà mình ha. Cái mình máy nó màu xám ha. Thì bên bển người ta có phủ một lớp màu xanh. Thì cả nhà mình nếu không thích màu xanh á thì có thể yêu cầu anh Tư Bì sẽ coi như là xịt thuốc qua một lượt thôi. Nó sẽ được về nguyên bản lại cả nhà. Sẽ về màu xám lại thôi ha. Gầm bệ là quá chắc chắn luôn. Quá là ok luôn cả nhà mình ơi. Đây nè, còn hơi hám nè. Không một hộp hơi thừa nào luôn ha cả nhà mình ha. Nói chung hơi hám như thế này là quá ok rồi ha. Em nói đẹp thì thôi nhé luôn cả nhà mình ơi. Cái mình dầu lắng bóng luôn ha. Đây là cái phần bánh cái em nói phía bên này ha cả nhà mình ha. Bánh cái còn rất là cao luôn. Mâm thì riêng luôn ha. 11.2-24 là thông số lớp của em nói ha cả nhà mình ha. Mấy con tắc kê còn 7 màu luôn. Đây là cái đồng hồ em nói ha. Sẽ test cái đồng hồ cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Máy em nói còn rất là bắt cả nhà mình ha. Không có khói bao nhiêu luôn ha. Rất là bắt luôn. Nhích lên, nhích lên. Đây, cái đồng hồ em nói là cả nhà mình ha. 1388 giờ là số giờ chạy của em nói nha. Đồng hồ vẫn hoạt động cả nhà mình ha. Máy rất bắt, nhích nhẹ là lên, nhích nhẹ là lên cả nhà mình ha. Động cơ nó còn bắt quá cả nhà mình ha. Bây giờ thì em mời anh Tư Mì sẽ chạy test cho cả nhà mình cùng xem tham khảo ha, cũng như là test cái phần cầu trước ha. Và em cũng xin báo giá cái con Shimura SD2002 hai cầu này cho cả nhà mình cùng biết luôn ha. Động cơ Tư Mì sẽ để lại cho cả nhà mình với cái mức giá là 45 triệu ha cả nhà mình ha. Còn thương lượng cho anh em ở xa về xe ha cả nhà mình ha. Và em xin nhắc lại là nông cơ Tư Mì sẽ để lại con Shimura SD2002 hai cầu này cho cả nhà mình với mức giá là 45 triệu. Không bao bình, không bao xe vận chuyển ha cả nhà mình ha. Còn thương lượng nhẹ cho anh em mình ở xa về xe ha. Thì bên nông cơ Tư Mì còn rất nhiều con xe đang chờ đón chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua xe về sử dụng ha cả nhà mình ha. Cả nhà mình hãy bấm vào số điện thoại hiện trên màn hình đó để gặp trực tiếp bên Tư Mì để biết thêm chi tiết cũng như là thương lượng và chốt con xe cả nhà mình ha. Thì em xin nhắc lại ha, con Shimura SD2002 hai cầu này á thì nông cơ Tư Mì sẽ để lại cho cả nhà mình với mức giá là 45 triệu ha, không bao bình, không bao xe vận chuyển, nhưng còn thương lượng nhẹ cho anh em ở xa về xe cả nhà mình ha. Và bây giờ em mời cả nhà mình cùng xem cái phần cái cầu trước em nói cả nhà mình ha. Nó rất là mạnh mẽ luôn, vận động bốn bánh luôn, quay dù dù luôn ha cả nhà mình ha. Và ở cuối video thì em có dừng lại một số hình ảnh ha, về những con máy cày sắp về và đang chuẩn bị về ha cả nhà mình ha. Có rất là nhiều dòng luôn. Kubota nè, Isuki nè, Shimura nè, cũng như là Ford nè ha cả nhà mình ha. Thì bữa trước em có lên mấy cái video trước á
thì có nhiều anh trai gọi điện là nói cái con Isuzu TS hàng 80 giá 60 triệu thì nó rác quá, nó mắc quá hay cả nhà mình ha, đắt quá. Thì ở đây sẽ chuẩn bị về một cái con Isuzu TS hàng 80. Thì nói chung em Isuzu TS hàng 80 sắp về cả nhà. Thì hàng nghĩa địa ra ngoài ha. Nhưng mà có điều cái dàn lông em nói thì nó cũng không được đẹp lắm, cũng khá khá thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ phù hợp với anh chị cô chú đam mê dòng Isuzu TS 2080 ha. Và với cái mức tài chính thì cũng không được khá lắm hay cả nhà mình ha. Thì em sẽ báo giá em nó và một số em chuẩn bị về cho cả nhà mình cùng biết luôn ha. Thì cái mức giá mà nông cơ tự mì để lại cho cả nhà mình á, nói chung là nó siêu rẻ luôn cả nhà mình ơi. Thì với mức giá đó ha, em nói về như thế nào thì lấy như thế đó hay cả nhà mình ha. Thì nói chung nông cơ tự mì sẽ test nổ nè và test chạy tới lui cho cả nhà mình xem ha. Thì với cái mức giá rẻ bèo như vậy ở cả nhà mình ha, thì bên nông cơ tự mì sẽ không bao bình nè, sẽ không bao xe vận chuyển nè, cũng như là cả nhà mình có thể đến xem xe tại bãi Bình Chánh hay cả nhà mình ha. Nói chung là em nói về sau là để ý vậy hay cả nhà mình ha, không có rủi ro dùng dẹp gì hết. Thì địa chỉ là xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An hay cả nhà mình ha. Cả nhà mình có thể bấm vào một số điện thoại hiện trên màn hình đó để gặp trực tiếp bên Tân Mì để biết thêm chi tiết con xe cũng như là chốt con xe hay cả nhà mình ha. Thì tiếp theo cái phần test chạy của anh Tân Mì á, thì em sẽ dựng là một số hình ảnh của những con xe đang về và đang chuyển về về hay cả nhà mình ha. Theo dự kiến thì mấy em nó sẽ về sau lễ hay cả nhà mình ha. Những hình ảnh sau đây là lúc em nó còn đang ở bên Nhật hay cả nhà mình ha. Còn bây giờ thì mấy em đã vô công và lên tàu đang chuẩn bị về bên mình hay cả nhà mình ha. Isuzu TS hàng 80 giá 45 triệu hay cả nhà mình ha. Kubota L2601 giá 65 triệu cả đuôi sới luôn ha. Kubota L2.4 giá 30 cho dọn dẹp hay cả nhà mình ha. Còn rửa ráy dọn dẹp xong là 35 triệu ha. Và tiếp theo đây là một cặp Kubota L2.8 ha. Giá 50 triệu hay cả nhà mình ha. Tiếp theo đây là em Ford 4600 hay cả nhà mình ha. Giá dự kiến sẽ là 120 triệu hay cả nhà mình ha. Thì cả nhà mình có thể bấm một cái số điện thoại hiện trên màn hình đó để gặp trực tiếp anh Tân Mì để biết thêm chi tiết về con xe cũng như là chốt con xe hay cả nhà mình ha. Dạ, cuối clip thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ hay cả nhà mình ơi.